Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn xử lý cái này nha, khoan trúng cái này. Xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay mình chia sẻ cho các bạn cái cách xử lý cái ống nước mà nằm trong tường mà vô tình mình khoan trúng đó. Thì các bạn thợ điện nước này kia mà khoan tường thì đa số hay bị cái này. Và trường hợp là mình đang đặt trường hợp á, là mình chỉ có không gian nhỏ này thôi, không thể nào cắt để thay, mình không thể nào cắt để thay cái này được nha. Mình đang ví dụ là không gian rất là nhỏ như thế này luôn đó. Thì bây giờ em sẽ chia sẻ các bạn cách xử lý cái này. Đấy, nó lủng lỗ to luôn nha, lủng lỗ to luôn đấy. Thì trước tiên các bạn cần phải vệ sinh sạch nó đi, lấy con dao này. Đấy, vệ sinh sạch nhá. Rồi, các bạn sẽ dùng hai cái xít cổ dây 34. Đây là ống 34 thì mình sẽ dùng cái cổ dây 34. Theo là mình sẽ lấy cái ống 34. Đó, mình cắt làm 1/3 này, cắt làm 3. Đấy, 1 phần này. Thấy chưa? 2 phần này. Đó, là đấy, thì cái này mình không có dùng. Mình sẽ dùng cái này thôi. Để khi mình ụp lên này. Đó, là nó dính luôn các bạn. Ở đây mình cắt là khoảng tầm 5 phân, 4 phân rưỡi. Rồi, chúng ta sẽ dùng keo bôi nó lên. Các bạn bôi keo và để nó lâu khoảng tầm 3 phút. Để keo ngoài này khoảng 3 phút, bôi keo đầy lên nhé các bạn. Bôi đầy keo lên. Đây có màng keo này, nó dính đây nè. Nó nhiều lên tí, rồi ok. Đợi khoảng 3 phút nhé. Đợi khoảng 3 phút. Rồi. Trong thời gian chờ đó đấy, thì các bạn cứ luồn này vào đi. Luồn này sẵn. Đấy, rồi luôn này sẵn luôn. Rồi, ok. Sau khi được 3 phút này, chúng ta up lên đây. Ngay cái tâm nhé, vô cái tâm. Các bạn sẽ bỏ hai cái khóa này vào và siết chặt nó lại. Đấy, như vậy đã hoàn thành này. Các bạn sẽ để cái này lâu khoảng 20 phút. Sau đó mình mới mở nước nhé. Cái này nó sẽ chịu được áp lực là 5-7 kg. Là hiện tại nước ở thủy cục, nước nhà máy đều không có đạt tới cái áp lực đó đâu. Thì cái này nó chịu được 5-7 kg, mình đảm bảo với các bạn luôn. Đây mình tháo ra các bạn xem nhé. Keo dán kín luôn các bạn, rất tuyệt vời. Các bạn yên tâm nhé, cái này nó dính cực kỳ chắc luôn. Đấy, như vậy là ok nhất. Rồi, các bạn thấy hay thì hãy like và chia sẻ nhé. Chủ yếu là chia sẻ để mọi người cùng biết và có thể thực hiện theo. Nó như là một cái bí kíp để xử lý cái khi mà gặp sự cố thôi. Chứ còn mà cái này mà chúng ta cắt ra để mà hàn cái nối này vào á, là cực kỳ khó khăn luôn các bạn. Mình đã từng bị rất nhiều lần rồi, cho nên mình chia sẻ các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video chia sẻ tiếp theo nhé.